Hello, xin chào quý vị. Hôm nay học xin phép giới thiệu đến cho quý vị một siêu phẩm nha anh chị. Vios G2020 và đi 17.000 cây, chủ giữ rất là kỹ. Chiếc xe này đã mới bảo dưỡng ở bên Hùng Vương, bảo dưỡng rất là đầy đủ và đặc biệt cái nữa mới có chạy có 17.000 cây mà đã chủ đã chịu chơi luôn cái gói là vệ sinh buồng đốt rồi đó anh chị. Đó, một chiếc xe rất là cộp và đã được chủ giữ rất là kỹ nha anh chị. Vios G2020, xe này học chính là người đi thu về. Xe này gốc ở quận 11 nha anh chị. Một chiếc xe rất là đẹp. Học có thể báo với anh chị là chiếc xe này nếu như cô chú anh chị nào máu có thể là nhìn chiếc xe này ưng ngay. Đó, nhìn chiếc xe này có thể là cô chú anh chị về đi rửa là thôi là nó mới, tại vì chủ giữ rất là kỹ. Đó anh chị. Đó, chủ giữ kỹ lắm nha anh chị. Ở bên học về những cái vết chày xước của xe này là học phải soi rất là cực. Đó, tại vì ví dụ như những cái xe khác về mà nó bị chì xước nhiều á, ví dụ như cái vè mà nó bị gạch cái là mình sơn nguyên cái vè mình không có cần phải soi. Còn xe nó bị nó hầu như là nó chỉ bị một vài vết xước nhỏ thôi. Đó, rồi đầu tiên xin mời anh chị cùng học kiểm tra những cái ngoại thất xe này. Chỉ cái đèn mà Rosetta này ha. Xe này thì tuyệt vời rồi, không có gì phải bàn, mới tinh. Giống như cái dấu này nè, nó nhỏ xíu như vậy nè. Nó phải ráng tìm ra. Để sơn lại có thể là không sơn luôn, đánh bát sơ cũng được anh chị. Đó. Xe 2020 thì chúng ta sẽ có 4 cảm biến gốc nha. Đó. 4 con cảm biến gốc cộng với lại cái ga tự động. Màn hình thì có kết nối Android Auto. Đó, Apple CarPlay. Đó. Xe này mới nguyên nha anh chị, xe như xe mới nha. Đây anh chị nhìn cái má phanh nè. Đó, chủ giữ như thế này nè. Xe này là hiện trạng này là học cũng có chụp hình tại nhà khách nha anh chị. Học có chụp hình ở phòng công chứng anh chị nhìn nè. Đó, nó mới nguyên rồi anh chị ơi. Đó, chiếc xe nhìn nè. Đó, cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua Vios lướt, lấy cái xe này về. Tuyệt vời. Đặc biệt là anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ giữ lại được cái biển số. Tiết kiệm 20 triệu tiền biển số nha. Còn keo chỉ xe này học sinh lướt nha anh chị. Xe này nếu mà mắc phần nào học lấy chiếc xe này, chở cô chú anh chị về. Chính xác là như vậy. Đó. Anh chị nhìn nè. Đây là hiện trạng mà bên học chưa maru nha anh chị. Đó. Rõ ràng anh chị nhìn nè, nó sạch nè anh chị. Đó, học giữ rất là kỹ luôn, nhưng mà anh khách này á ảnh rất là lịch sự luôn đó anh chị. Đó, xin chân thành cảm ơn anh Hải để lại, tại vì cái lúc học qua coi xe á, anh nói nè, học ơi em có cần anh rửa xe lại không, nhưng mà thực tế qua mình cứ nghĩ đó là chiếc xe nó bụi bặm, mình nói là không cần đâu anh, tại mình chuyên nghiệp mà. Xe nó xấu à, mà nó sạch cỡ nào mà mình nhìn cũng ra chứ. Còn xe đẹp nó bụi cỡ nào mình nhìn cũng ra anh chị. Đó. Thì anh khách anh hỏi có học có cần rửa đây không? Học nó không có cần. Qua coi xe tờ đẹp. Đó. Nó mới nguyên à. Tự do à. Người khách người ta kỹ lắm anh chị. Này. 17.000 km anh chị nhìn nè. Cái nút nè. Chiếc xe này học vô học ngửi được cái mùi mới luôn á anh chị. Đó. Đây nè. Cái gần số nó còn nhắm xì luôn nè anh chị ha. Siêu phẩm nha anh chị. Đó. Rất là đẹp nha anh chị. Đây nè, một cái điều này nữa. Anh chị nhìn là chiếc xe đi 17.000 nhưng mà cái ghế nè. Vios á mà chúng ta đi là cái ghế này nó hay có bị sụm xuống gì ha. Đó, nên là người ta cũng có chương trình bảo hành. Đó, mà bộ xe này nè, đã bảo hành rồi nè anh chị thấy không? Đó. Xe ghế da bảo hành là thay nguyên bộ hết, 4 ghế nha anh chị. Đó, 10 mấy triệu á. Bảo hành ghế zin chính hãng. Đó, anh chị thấy không ạ? Anh chị nhìn cái chằng xe nè. Đó. Tuyệt vời nha anh chị. Đó, Vios G2020 màu trắng biển số thành phố nha anh chị. Đó. Đây là hiện trạng chiếc xe mà bên học chưa làm gì hết, chưa về, không phải là học nó xạo đâu, không phải là đem về hút bụi dọn lại rồi quay sơ đó xe đâu. Xe này học có chụp hình ở trước phòng công chứng đó. Ngày hôm qua học có đăng đó anh chị. Đó, nó đã sạch như vậy, cái gầm nó cũng sạch mới nguyên rồi. Đó, chiếc xe kỹ chứ. Long lanh nha anh chị. Đó. Anh chị nhìn cái phần gầm nè. Đó. Anh chị nhìn cái ống xả nè. Đó. Nói nguyên nha. Cabo cốp ở chỗ này đợi chữ mớp. Mà học thật sự ra cỡ tinh học là nhìn chưa ra luôn á. Chưa ra luôn á.
không ra được cái chỗ mớp đó luôn á anh chị, di chuyển nhiều gốc luôn, chắc nó bằng đầu đũa gì à. Đó, anh chị có thấy không ạ? Không thấy luôn, theo như học là không thấy luôn. Mấy anh này soi ghê lắm, ở giám định mà. Theo phanh sau một siêu phẩm nha anh chị, rất là đẹp, quá đẹp. Prius G 2020 vừa cập bến tại Toyota Tân Cảng. Sáp thơm, cà phê, siêu đẹp nha anh chị. Đó, anh chị nhìn vô mấy cái này nè, ở dưới cái chân ghế nè, mình biết cái người khách ta đi ta giữ cỡ nào rồi. Xe này thì không có gì phải bàn nha anh chị. Quan trọng là anh chị cảm thấy nó phù hợp, ưng thêm cái biển số này nữa, 26018. Đó, biển số 7 nút, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua Prius lướt à, lấy cái sản phẩm này tuyệt vời, không cần phải nói gì thêm nữa. Xe này bên Học đang chào bán với mức giá là 564 triệu nha anh chị. Prius G 2020, xe chạy lướt 17.000 km, chủ gốc thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ, xe gốc không kinh doanh nha anh chị. À, xe này thì bên Học sẽ cấp giấy chứng nhận cho anh chị, không đâm đụng, không gặp nước, anh chị yên tâm. Đó, tuyệt vời. À, Học xin kết thúc video tại đây, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Tiếp tục đi, vô đi, xong rồi chụp hình báo à. Xe đẹp lắm á. Ông mới bảo hành cái, ông mới bảo hành cái da ghế với vệ sinh bùn đốt ở bên Hùng Vương á. Bảo dưỡng mới chạy có 17.000 mà đi vệ sinh bùn đốt đó, ghê chưa. Bảo hành bộ ghế da mười mấy triệu, bảo hành bộ ghế chính hãng luôn á. Đúng rồi, TMV thì nó bị nhúng ở bên kia đó. Xe qua tặng khách tặng anh nhìn cái xe nè, giờ chưa có hút bụi, chưa có dọn vậy đó. Đẹp. Xin chào quý vị.